Hello anh em. Rồi chúng ta sẽ lộ diện một đoạn trailer của Discraft 4 các bạn nhé. Ok, khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nhé và lấy được cái này nhé thì bạn sẽ phát chế được một lọ Discraft các bạn. It's over. Finally, the waiting time is over. I will finally return with my precious son. Hey, you! Oh. Yes, you tell me, sweet little boy. Yes, you! I know you have Liz, and I want you to release her. Liz? I think you're confused, boy. No, I know it's you. I saw her in the trunk of your dirty van. If you don't release it, I'm gonna fry your brain with this shotgun that I made myself. Do you really think I know who you're talking about, huh? I don't remember the names of all the children I captured, you idiot! The stupid boy! You have the guts to face me, huh? But you're not fast to be useful to me. Wait a second.
There's an easy solution to that. Open up and say, ah. Perfect landing. Done. Oh, it's very tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm gonna exterminate everyone. What's happening to me? What is that? Oh, hello, chubby boy. Now you're chump and plubby just like I like it. Rồi, cái đầu đây. Rồi. Mất. I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump plubby ones. I'm going to kill some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Rồi, mình sẽ để đoạn này thu nhé con nhé. Rồi, ok. Ý chết. Rồi, té. Dài nhé các bạn nhé. Mình đến luôn cái chỗ về cá đây. Hả? Làm gì nhỉ? Đây, để lắp cho đôi giày cho nó thôi. Rồi đến bể cá đây. Mình sẽ lừa nó vào đây nha các bạn nhé. Có cái súng đâu. Súng cho an toàn các bạn.
có nhiều cái xẻo góc không? Có gì không? Có một cái cần câu thôi. Rồi, chúng ta câu cá đây. Rồi có cá cắt câu rồi. Scrap luôn nhỉ. Chúng ta đã câu bất kỳ nơi đâu nhé bọn em. Rồi, ta chạy đây nhé. Đứng hẳn lên câu cá máu. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc video tại đây nha.